nhanh thôi. Tao hát lại. Tin là con người. Quá bạn nữa rồi nè. Vậy sao mới đúng? Sao mới đúng tên? Nhân là con của chú ba. À, vậy hả? Vậy tin là con gì? Là con trăng. Dễ. Cái nó bậy quá. À, tôi đúng mấy con ngựa phải không? Tên tuổi gì? Tuổi gì Stan? Tên tuổi gì? Tuổi con gì? Chiếc này để coi được cái bằng khen lớn này. Bằng khen nhờ mấy cái bằng coi. Chơi gì tên? Tên trái gì vậy? À, ổng còn ấu xanh không? Ổng còn cái thằng này nó có học thằng ký vợ, có học đại học. Rồi thằng nhỏ này. Đi đâu à? Đi giật xe. Dẹp vô trong phòng á. Thôi dẹp vô phòng chứ anh, để đó đó. Dẹp đây nè, dẹp đi gọn gọn vô. Chẳng hay lên trái tiên rồi, ông qua cha chị. Đâu? À, để góp đó đi. Để góp đó. Nay được dừng nó lên chiếc xe chạy của mình. Mấy đứa lớn luôn. Giờ mà đang lộ lại chạy được rồi nè. Đang lộ lại chạy thoải mái luôn. Trời ơi, tại sao mày hát bậy hoài với em? Tại sao không hát bậy hoài chú ba? Chị Tinh Quỳnh. Tinh quay tinh quang, cái tinh có quậy nào đâu mà nó tinh quậy nhỉ? Chú già trong mới gai, thì mới quậy. Mà trên những cành hoa tinh đây chị bay. Đúng không tên hát vậy đúng không? Bài gì trai rồi. Chị Tinh quay ai vậy? Tinh quang của chú ba ơi, hôm nay trời nắng tươi, chị Tinh đi tìm rồi. Là một khóa nuôi đời. Chị Tinh không nghe theo bố mẹ, chăm làm Tinh lo lười. Đúng không? Sao mới đúng? Sao mới đúng? Hát chú ba nghe coi. Sao mới đúng? Vậy sao mới đúng? Ôi chị Tinh biết bài đó không ta? Tinh biết bài chị ông đâu không? Không. Ồ có. Có. Có có. Chị Tinh ngoan của chú ba ơi, hôm nay trời nắng tươi, chị Tinh bay đi tìm mật. Trời ơi, đâu có kiến à. Trời ơi. Chị Tinh không nghe theo bố mẹ. Bê chị Tinh biết chị ông đâu đâu mà. Clip đó được. Clip đó được view khủng mà. Clip chị ông đâu đâu á. Kiến mà điện thoại về đâu tí ăn. Ở đâu mất có kiến đã vậy? Kiếm mấy đứa là bác sĩ xưa mà. Dữ. Ơi đem nhìn giống ngãi, giống ngãi. Chị Tinh đâu 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 đâu. Chị Tinh mai đi đi chơi đâu. Chị Tinh thì mới quầy. Chị đẹp kiếm. Đâu? Kiếm nè. Trời ơi đẹp quá ha. Trời ơi. Để khai mà nói coi. Để khai mà nói coi. Để khai mà nói coi. Bà nội mua cho Tin á, đẹp không? Đẹp quá. Tin đẹp quá. Ba ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi, chị bay đi tìm mật. Hát sai rồi. Chứ sao? Thì ông nâu 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 nâu. Chị ba đi đâu đi đâu? Bây giờ cháu mấy ba, con mặt trời mấy đẹp, mà cho nhắn được không? Không có thấy chị mẹ. Em đã thấy chị bay. Chị ơi. Hả?
Hôm nay trời nắng tươi. Chị ba đi kiếm gì? Làm mật ong. Con nào ngủ rồi. À, ngủ rồi. Đây là nhắm mắt. Làm mật ong đi giúp trời. Thôi là ngủ rồi. Tôi đứng dậy mà là ngủ rồi. Chị mang theo bố mẹ chăm làm không nên lời. Bỏ rơi nè. Lấy gì vậy? Để chú ba bỏ. Lấy á, tình lấy á, tình lấy chú ba bỏ. Đeo sao? Đại đeo ngược rồi. Ngược rồi. Đúng rồi. Giỏi chưa? Bảy ngoáng lên nhọn tay. Đúng rồi. Ơi, đi không đi đó. Từ từ. Giữ chưa? Màn chơi đã xong, bây giờ tiếp tục chơi màn khác. Ai bạn không làm mới được sao? Nhớ là những cái sự kiện chi tiết này vừa rồi.